giờ là khung giờ quen thuộc của bản tin 365 ngày chuyển động. Chúng tôi rất vui vì bà con và quý khán giả đã yêu mến đón xem thông tin của chúng tôi mỗi ngày. Đà Lạt, Lâm Đồng là xứ sở ngàn hoa thì chúng ta đều biết rồi. Hoa ở nơi này đa dạng đủ chủng loại cũng như là màu sắc. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời bà con và quý khán giả đến miền Tây để mà ngắm một loại cây quen thuộc họ Trúc Đào. Đó là cây hoa Quỳnh Anh. Hoa nở cả tháng không tàn và hoa này lần đầu tiên đã xuất hiện ở thành phố Sa Đéc. Bên cạnh đó thì bản tin còn có rất nhiều thông tin hữu ích với bà con nông dân, không chỉ ở Lâm Đồng mà bà con ở các vùng miền khác cũng có thể tham khảo. Đà Lạt hỗ trợ nông dân trồng 100 hectare bơ chất lượng sen cà phê. Giá trị thu nhập bình quân của nông dân Đà Lạt ngày càng tăng, 1 hectare đất thu nhập 350 triệu đồng một năm. Thăm làng tỷ phú trên đỉnh Ngọc Linh, xem cuộc đổi đời ngoạn mục của nông dân từ cây sâm quý này như thế nào. Làm sao để có được những hạt cà phê chất lượng, chúng ta hãy nghe bà con nhà vườn ở Lâm Đồng chia sẻ bí quyết sau ít phút nữa. Kính thưa bà con và quý khán giả, khi các vùng trọng điểm sản xuất lúa chuẩn bị bước vào vụ mùa mới, phân bón các loại thường sẽ tăng giá. Tuy nhiên thì trước vụ mùa đông xuân 2018-2019 này, đây là năm đầu tiên mà giá phân bón tăng mạnh đến như vậy, đe dọa đến thu nhập của bà con nông dân. Điều này thì không chỉ gây lo lắng cho nông dân trồng lúa, mà nông dân làm nông nghiệp khác nói chung thì cũng chịu ảnh hưởng. Bởi vì hiện nay có nhiều loại nông sản có dấu hiệu giảm giá không thể bù vào được tiền phân thuốc. Theo cập nhật mới nhất, giá phân bón trong nước đã tăng tới trên 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay cả những sản phẩm trong nước sản xuất nhiều cũng tăng giá mạnh. Nhưng các nhà sản xuất cho rằng giá phân bón tăng vì giá thế giới tăng. Mời bà con và quý khán giả cùng xem cập nhật nhanh giá phân bón vừa được ban biên tập cập nhật sau đây. Theo nông dân ở Sóc Trăng, chưa bao giờ chóng mặt với giá phân bón như lúc này. Giá phân bón các loại thời gian qua tăng mạnh khiến chi phí tăng theo. Khoảng 3 tháng trước, phân ure dao động từ 350 đến 370 ngàn đồng một bao tùy loại, hiện đã nhảy lên 470 ngàn đồng. Phân DAP còn tăng khủng hơn, từ 510 ngàn đồng nhảy lên 690 ngàn đồng một bao. Còn phân NPK hiện nhất cũng tăng khoảng 40 ngàn đồng một bao. Với giá này, 20 công ruộng nếu bón 50 kg phân các loại một công mỗi vụ thì chi phí phát sinh ít gì cũng 2 triệu rưỡi. Nguyên nhân được các đại lý cho biết do giá dầu và đô la Mỹ biến động kéo giá phân bón nhảy múa theo. Theo các đại lý kinh doanh, do yếu tố mùa vụ nên bắt đầu tháng 11 năm nào cũng có tình trạng giá phân bón tăng lên. Năm nay phân bón ở các vùng cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên bán chậm hơn do nhiều loại nông sản chính như là tiêu, cà phê, cao su đều giảm hoặc là ở mức thấp nên người dân không mặn mà đầu tư. Riêng đồng bằng sông Cửu Long vụ này xả gần 1 triệu 600.000 hecta lúa đông xuân nên nhu cầu về phân bón vẫn rất lớn. Trước thực trạng giá phân bón tăng cao, ngành trồng trọt khuyến cáo bà con nông dân nên tăng cường áp dụng sản xuất lúa theo chương trình 3 giảm 3 tăng và 1 phải 5 giảm đã được nông dân ứng dụng sản xuất thành công trong thời gian qua. Nếu được áp dụng rộng rãi sẽ giảm chi phí rất nhiều. Đặc biệt là mùa nước nổi 2018 vừa rút, lượng phù sa bù đắp rất nhiều trên các cánh đồng nên ngay từ đầu vụ đông xuân này, bà con nên xuống giống tập trung theo lịch thời vụ của tỉnh để né rầy, dịch bệnh, kết hợp hai chương trình vừa nêu. Một thông tin mà tôi nghĩ là sẽ mang đến niềm vui cho bà con nông dân ở Lâm Đồng. Mới đây thì ngành nông nghiệp Đà Lạt thông tin là đã hỗ trợ nông dân các xã Xuân Trường, Trạm Hành và Tà Nung trồng trên 100 hectare bơ ghép, trong đó thì có xã Xuân Trường là 60 hectare. Và giống bơ ghép chủ yếu là trồng sen trong rừng cà phê, là giống bơ chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của thành phố Đà Lạt. Đáng chú ý là kinh phí cho chương trình hỗ trợ giống bơ là 425 triệu đồng, trong đó thì người dân đối ứng là 145 triệu. Nguồn vốn hỗ trợ cây giống được triển khai từ chương trình trợ giá giống cây trồng và chương trình nâng cao chất lượng giống nhằm giúp cho nông dân tăng thu nhập trên cùng một diện tích đất, đa dạng hóa cây trồng và bảo vệ môi trường. Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, năm 2018, giá trị thu hoạch bình quân 1 hectare đất canh tác của nông dân vùng này đạt 350 triệu đồng một năm. Thu nhập nông dân tăng cao cũng nhờ việc đầu tư định hướng đúng của tỉnh trong thời gian qua. Và điều này được minh chứng rõ nhất là giá trị thu nhập bình quân đầu người đã tăng 50 triệu đồng một hecta so với cùng kỳ năm 2017 và đang có xu hướng sẽ tiếp tục tăng do áp dụng các biện pháp canh tác hiện đại. Được biết, toàn thành phố Đà Lạt có xấp xỉ 10.000 hecta đất canh tác nông nghiệp với các cây trồng chính là rau, hoa, chè và cà phê. Trong đó, rau cao cấp đạt 730 triệu đồng một hecta, hoa đạt 900 triệu đồng một hecta, chè cành chất lượng cao 370 triệu đồng một hecta, cà phê công nghệ cao 230 triệu đồng một hecta.
Quay lại miền Tây thì không khí sản xuất của nông dân trồng hoa kiểng đang rất là tất bật. Nhiều nông dân làm nghề ươm cây giống trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang chuẩn bị cây giống các loại để mà cung ứng các nơi để mà xuống giống vụ hoa Tết này. Các loại hoa được ươm giống chủ yếu là những loại quen thuộc như là dạng thọ, ớt, đu đủ, cà phổi hay là cải làm dưa. Ngoài đa dạng các loại hoa màu thì người dân còn chú trọng nâng cao chất lượng cây giống. Đại diện một hộ có nhiều năm ươm cây giống cho biết mỗi năm ươm khoảng 20 thiên, mỗi thiên là 1.000 cây, với đầy đủ các loại rau màu và hoa kiểng phục vụ cho mùa Tết. Hiện mỗi loại cây giống có giá từ 500 đồng đến 1.500 một cây tùy loại, sau khi trừ đi chi phí cho thu nhập từ 150 đến 200 ngàn đồng mỗi ngày. Nhắc đến hoa Quỳnh Anh thì người ta thường nghĩ ngay tới màu vàng rực rỡ của giống hoa này. Tuy nhiên thì bây giờ có một giống hoa Quỳnh Anh bông màu tím rất là lãng mạn. Chị Ngọc Như có thích bông này hay không? Tôi thì chỉ thích tìm hiểu những ý nghĩa của những loài hoa mà thôi. Và hoa Quỳnh Anh màu tím thì có sức sống rất là mạnh mẽ, dễ thích nghi, phát triển nhanh và ít sâu bệnh. Rất là phù hợp với điều kiện trồng để trang trí, hàng rào, vòm tre, vân vân. Và chúng ta cũng thường thấy là Quỳnh Anh màu vàng cũng là cái loại cây trồng làm cảnh quan đô thị. Anh Minh Thiện có biết không là theo những cái người trồng hoa này cho biết thì Quỳnh Anh màu tím biểu hiện cho niềm tin, thành công và mang đến sự may mắn cho gia chủ. Vậy là tôi hiểu vì sao mà thời gian gần đây thì người dân ở làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp lại sưu tầm và trồng giống hoa Quỳnh Anh có bông màu tím rất là bắt mắt. Rõ ràng là giống hoa màu tím này đang nhanh chóng nhận được sự chú ý của khách hàng với giá bán khá cao. Mời bà con và quý khán giả cùng xem thông tin sau đây. Theo một số hộ dân trồng giống hoa này cho biết, cây Quỳnh Anh bông tím được trồng bằng cách chiết cành, nhưng cây rất khó nhân giống, tỷ lệ hao hụt rất cao nên hiện tại có rất ít người trồng. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của giống hoa này là cây có hoa quanh năm. Hoa có màu tím lãng mạn và có hương thơm, mỗi đợt ra hoa hơn một tháng mới tàn, có thể trồng làm dây leo nên rất được khách hàng ưa chuộng. Cây trồng khoảng 5 tháng là có thể bán với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng một cây. Riêng những cây trồng hơn 1 năm tuổi thì có giá bán lên tới vài trăm ngàn đồng một cây. Được biết, giống hoa Quỳnh Anh có bông màu vàng đã được trồng trong nhiều năm qua, nhưng hoa Quỳnh Anh màu tím thì chỉ xuất hiện gần đây. Do hoa đẹp, mới lạ nên giá cao gấp nhiều lần so với giống hoa cũ. Bây giờ mà nói đến sâm Ngọc Linh thì chắc là anh Minh Thiện không có còn xa lạ nữa rồi đúng không? Sâm Ngọc Linh là một cái loại dược liệu quý, loại đặc hữu của Việt Nam và nằm trong danh sách những loại sâm tốt nhất thế giới với 52 hoạt chất saponin và các chất chống oxy hóa, theo các nhà nghiên cứu cho biết. Và do tính chất dược liệu quý nên chính phủ đã kịp thời bảo tồn sâm Ngọc Linh, tránh bị khai thác quá mức để dẫn đến cạn kiệt về nguồn gen. Và Thủ tướng còn nhấn mạnh là sâm Ngọc Linh chính là quốc bảo, vì vậy mà giá trị của nó đã tăng lên gấp nhiều lần. Sâm Ngọc Linh thì được trồng ở tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Hàng chục năm về trước, xã Trà Linh của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được xem là một vùng đất nghèo nàn lạc hậu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhưng mà do là vùng trồng sâm Ngọc Linh nên vài năm trở lại đây, đời sống của hàng trăm hộ dân đồng bào Xê Đăng đã thật sự đổi thay. Không chỉ đủ tiền cho con cái ăn học, cất nhà, tậu xe, mà giờ đây thì còn xuất hiện nhiều tỷ phú, trở thành làng tỷ phú bằng cuộc đổi đời ngoạn mục từ sâm Ngọc Linh. Mời bà con và quý khán giả cùng chúng tôi đến với ngôi làng này qua một vài hình ảnh sau đây. Đây là làng Tắc Lan ở thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Khó ai có thể tin rằng giữa núi rừng Ngọc Linh lại có một ngôi làng bề thế với hàng chục ngôi nhà xây kiên cố như thế này. Ngược thời gian trở lại hơn chục năm về trước, khi mà cái sâm Ngọc Linh chỉ được biết đến như một loại thảo dược bình thường, thì đời sống của người dân Xê Đăng quanh năm luôn chìm trong cảnh nghèo đói lạc hậu. Thế rồi khi Thủ tướng Chính phủ chính thức công nhận sâm Ngọc Linh là sản phẩm quốc gia, thì giá trị về kinh tế của loại dược liệu quý hiếm và bậc nhất trên thế giới này đã được xác lập. Và quan trọng nhất là đời sống vật chất tinh thần của bà con Xê Đăng trồng sâm đã thật sự đổi đời. Đây là căn nhà mới xây trị giá hơn 1 tỷ 300 triệu đồng của gia đình anh Hồ Văn Viêm ở huyện Nam Trà My. Theo anh Viêm, nhờ gia đình có trồng hơn 5.000 gốc sâm đã đến kỳ thu hoạch nên anh dùng sâm để đổi vật chất. Công lao động và hoàn chỉnh ngôi nhà trong mơ cùng với nhiều vật dụng đắt tiền khác trong gia đình. Điều đáng mừng là không chỉ biết làm nhà xây kiên cố mà người dân ở làng Xê Đăng ở Nam Trà My còn cho biết tiết kiệm gửi ngân hàng. Nói như vậy, có thể thấy rằng giấc mơ đổi đời từ cây sâm Ngọc Linh đã thực sự hiện hữu với người dân Xê Đăng ở vùng Nam Trà My. Sâm Ngọc Linh là quốc bảo, giờ không chỉ là cây thoát nghèo mà còn được xem là cây tỷ phú ở vùng cao của Nam Trà My.
Vậy là hàng ngàn hecta rừng nguyên sinh ở núi Ngọc Linh sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Cà phê là cây trồng có diện tích lớn nhất so với các nông sản khác ở tỉnh Lâm Đồng. Thương hiệu cà phê Tây Nguyên Dương Sa cũng nhờ một phần là góp công của nông dân Lâm Đồng. Nhưng mà những năm gần đây thì giá cà phê bấp bênh, cây già cỗi, sâu bệnh. Nhiều nông dân đã chán trường, bỏ vườn hoặc là trồng sen cây trồng khác bởi vì cà phê không mang lại lợi nhuận như trước nữa. Nhưng mà cũng có những nhà vườn còn rất là mặn nồng với cây cà phê. Nhân và cái sự gắn bó với cây cà phê lâu năm như vậy, cây trồng chủ lực của địa phương nên ông Trần Đình Hậu ở xã Tân Lâm, huyện Di Linh hiểu hơn về đặc tính của cây cà phê, từ đó cũng có cái cách chăm sóc rất là hợp lý. Và kết quả là cây phát triển rất là tốt, đạt năng suất cao. Mời bà con nhà vườn xem ông Hậu chăm sóc cà phê của mình như thế nào. Niên vụ cà phê năm nay, nhà ông Trần Đình Hậu ở xã Tân Lâm, huyện Di Linh ước tính mỗi hecta dẫn cho sản lượng được từ 6 đến 7 tấn. Không thấp hơn mọi năm, mặc dù thời tiết năm nay rất thất thường. Những tháng đầu năm mưa kéo dài khiến cho cà phê trổ hoa không đồng loạt. Rất nhiều vườn trong khu vực chịu ảnh hưởng và giảm năng suất nghiêm trọng. Thì 3 hát, nhưng mà nếu như mà về trong tính theo lượng cây thì 1 hát của tôi là 1.000 cây, và trong đấy thì bình quân là khoảng cỡ 6 ký của một cây, nó cứ đều 3-4 năm nay như vậy. Để đạt được năng suất cao và ổn định như vậy, người nông dân này đã áp dụng rất đồng bộ các biện pháp canh tác trong vườn, từ việc bón phân cân đối giữa vô cơ và hàm lượng hữu cơ hàng năm, từ các loại phân chuồng ủ quài mục đến việc quản lý dịch hại trong vườn bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật ở những thời điểm hợp lý. Theo ông, chỉ cần 2 lần trong năm để quản lý các loại sâu bệnh hại trong vườn. Gia đình hàng năm phải bỏ phân chuồng và cộng với phân tây, tức là mỗi một cây là phải có vào khoảng cỡ 6-7 ký phân chuồng, và cộng với phân tây là khoảng cỡ 4 ký. Thì hàng năm là phải vườn là phải tạo tán. Cái nhất là ta phải làm sạch vườn. Cái hai nữa là ta phải tỉa cành tạo tán. Cái thứ ba nữa là ta phải xịt thuốc. Thì cũng hết dịch bệnh thì nó mới hiệu quả được. Khoảng 1 năm nhà tôi thì xịt là 2 lần. Một lần là đồng đỏ. Và một lần có thể là xịt thuốc Movento trị dẹp sáp. Chung gia đình chỉ dùng 2 sản phẩm mới thôi. Với 4 hecta cà phê, mỗi năm người nông dân này thu về khoảng 24 tấn cà phê nhân khô, thu nhập vài trăm triệu đồng là điều hoàn toàn có thể. Và để đạt được năng suất cao, ổn định hàng năm cũng như mức thu nhập như vậy, đòi hỏi mức đầu tư tương xứng và kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật hợp lý, không lạm dụng phân thuốc hóa học và tăng lượng hữu cơ trên vườn. Với cách làm này, nhà nông Trần Đình Hậu đã làm chủ được năng suất, chất lượng trên vườn cây của mình. Chăm sóc vườn cà phê như thế nào để đạt năng suất cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai.